Xin chào các bạn thân mến đã cùng quay trở lại với channel của Ether Vlog. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video lần này. Chủ đề video của chúng ta hôm nay là chuyến đi của Thư từ Đắk Lắk lên Sài Gòn bằng chiếc xe máy. Mình bắt đầu chạy xe từ lúc 5 giờ sáng và cho đến lúc này mình không thể cưỡng lại với cái vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Và mình quyết định ghi lại hình ảnh, quay video làm kỷ niệm các bạn ạ. Và xin mời các bạn cùng xem hết video này của mình nhé. Thank you Vinamilk. Hello, chào tất cả mọi người. Không biết các bạn có biết mình đang ở đâu không? Đây là lúc 6 giờ rưỡi sáng, gần 7 giờ sáng rồi đó các bạn. Mình đang ở Đắk Mil. Đấy. Toàn sương mù không các bạn? Đấy, rất là đẹp luôn. Vậy là mình đã đi xe được hơn 5 tiếng đồng hồ rồi các bạn ạ. Và mình chọn cái điểm dừng chân ở đây là mình cảm thấy nó rất là lý tưởng. Các bạn ơi, giờ thì mình sẽ tiếp tục lên đường đây. Như vậy là mình đã tới nơi rồi và mình xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. À, nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like và subscribe. Đừng quên là nhấn vào nút chuông để nhận thông báo sớm nhất khi mình đăng video mới các bạn nhé. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.